chị em trong nhóm. Thì hôm nay mình xin làm clip để giới thiệu được đôi chút về bản thân của mình. Thì lẽ ra thì mình nên làm clip này sớm hơn. Tuy nhiên là trong thời gian qua thì mình bị bệnh và hiện tại giờ thì vẫn còn chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên thì xem qua clip của các anh chị, đặc biệt là clip của chú Bạch Long, thì nó thôi thúc mình làm clip để gửi tới thầy và các anh chị. Mình thì biết đến thầy Dương Trung Hiếu lâu lắm rồi, từ khi mà thầy còn ở Việt Nam. Mình thường tìm đọc tới các tạp chí như là Làm Bạn Với Máy Vi Tính, tạp chí Ekip, thì tuần nào mình cũng đón đọc hết. Mặc dù là không phải là dân chuyên về công nghệ thông tin, tuy nhiên là mình rất là thích đọc những cái thể loại này, đặc biệt là khi mà đọc những cái bài báo mà thầy viết á, thì rất là dễ hiểu. Bản thân hiện tại là đang làm công ăn lương thôi, thì nói chung là công việc của mình thì cũng thu nhập đủ sống. Tuy nhiên là mình cảm thấy là gò bó với công việc hiện tại, bởi vì sáng làm, chiều làm, thường thì chỉ được nghỉ ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật, thì cảm thấy cái khoảng thời gian của mình nó eo hẹp. Nhiều khi là mình muốn làm việc gì đó riêng cho bản thân, hoặc là một ngày nào đó mình cảm thấy mà mình đi lười làm việc, thì nhưng mà mình vẫn không thể nghỉ được, bởi vì công việc của mình mà đâu có thể mà xin xỏ ai được. Chính vì vậy mà mình muốn là công việc của mình nó được tự do hơn. Bên cạnh cái công việc hiện tại của mình thì mình cũng có đang nghiên cứu tìm hiểu một số công việc việc làm online trên mạng thôi. Thì trong thời gian qua bản thân cũng tự tìm tòi nghiên cứu và cũng đã xây dựng cho mình một cái trang web riêng. Bản thân hiện tại giờ thì có thể là tự tin xây dựng được một cái trang web, từ việc mua tên miền, hot, rồi cài đặt cấu hình, rồi thiết kế giao diện của trang web, thì nói chung là bạn cũng ổn. Tuy nhiên vẫn còn có một số lỗi nhỏ mà mình chưa có tìm ra được, thì chắc có lẽ là trong thời gian tới khi mà tham gia group này thì rất mong được thầy và các anh chị sẽ hướng dẫn để có thể hoàn thiện hơn. Thân rất là thích đi du lịch. Có thể nói du lịch là cái niềm đam mê lớn nhất của mình. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2017 á, thì mình dành rất là nhiều thời gian cho đi du lịch. Hầu như là tháng nào mình cũng dành ra khoảng tầm 3 đến 4 ngày để đi du lịch. Tuy nhiên là do khoảng thời gian của mình nó eo hẹp, cho nên là khi đi du lịch á, thì mình thường ít quay lại cái video clip hoặc là chụp ảnh, chỉ chụp một vài ảnh thôi để ghi lại những cái khoảnh khắc để làm kỷ niệm sau này thôi. Một phần nữa là mình muốn dành trọn trọn thời gian để mà mình có thể tận hưởng được cái cảnh đẹp cũng như là cái không khí mà mình tới du lịch. Do vậy mà mình cũng chưa có quay được nhiều video clip, mặc dù là những cái nơi mình đến thì rất là đẹp, hầu như những cái địa điểm mà nổi tiếng ở Việt Nam thì mình đã đến rồi hết rồi. Thời gian qua thì bản thân cũng tìm hiểu rất là nhiều cái video clip mà thầy hướng dẫn, thì bản thân cũng có định hướng trong thời gian tới sẽ tập trung vào cái mảng du lịch, video mà chuyên về cung cấp những cái nội dung mà về du lịch. Thì hy vọng là với sự giúp đỡ của thầy và các anh chị em trong nhóm thì kênh YouTube của mình sẽ phát triển. Là thích cái clip mà thầy chia sẻ về tâm linh, thầy kể về việc mà thầy mong ước, ao ước có một ngày được gặp vị thiền sư Ấn Độ, thì mỗi ngày thầy cứ phát nguyện đi, và cuối cùng thì
cái cơ hội đó đã đến với thầy. Và đối với bản thân, sau khi mà xem cái clip đó thì cũng áp dụng đối với bản thân mình, thì trong một khoảng thời gian mình không nhớ rõ, nhưng mà tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, không biết là cái đó là cái tình cờ hay là do mình làm theo cách thầy chỉ mà nó đã trở thành sự thật. Và theo mình thì mình nghĩ nó hiệu quả, bởi vì cái việc mà mình ao ước như vậy á, thì khả năng nó xảy ra hầu như là không có. Tuy nhiên mình vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó thì cái mơ ước của mình sẽ trở thành sự thật. Và hiện tại bây giờ thì nó đã trở thành sự thật. Và mình thật sự cảm ơn thầy về điều đó. Cái công việc hiện tại thì mình cũng tham gia chương trình là tiếp thị liên kết cho nhiều trang web khác nhau. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ mình cảm thấy nó chưa có hiệu quả. Và hy vọng cũng với sự giúp đỡ của thầy và các bạn thì mình sẽ có thể có thêm một cái khoản thu nhập kha khá từ việc tiếp thị liên kết, cũng như là những cái kế hoạch. Mình sẽ không nói lời cảm ơn đến thầy Hiếu, bởi vì mình biết rằng là lời nói suông nó sẽ không có giá trị bằng hành động và kết quả. Chính vì vậy mà mình muốn những kết quả mà mình thực hiện, mình đạt được, đó là lời cảm ơn chân thành nhất đối với thầy Hiếu. Và em xin kết thúc cái bài giới thiệu của mình ở đây ạ.